Chuyển sang một thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 của 30 phòng giáo dục đào tạo quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, năm học 2022-2023, Hà Nội vẫn sử dụng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã quy định để tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6. Riêng những trường trung học cơ sở được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận là trường chất lượng cao có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh là xét tuyển hoặc là xét tuyển kết hợp với việc tổ chức làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Về hình thức tuyển sinh, phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh cho con theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Thời gian tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2022. Đối với lớp 1, từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2022, tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022, tuyển sinh vào lớp 6. Trong trường hợp tuyển sinh trực tiếp, phụ huynh học sinh đến trường làm thủ tục từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022.